Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Và hôm nay là đây, như các bác đang nhìn thấy, đây là cái dòng xe đua Twitter. Cái thằng Twitter này thì ở Việt Nam này, thời gian 1-2 năm vừa qua làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam rồi. Thế nhưng mà cái dòng mà em đang muốn giới thiệu với các bác đây ấy, thì nó lại là dòng không có ở Việt Nam. Dòng này nó là xuất đi toàn thế giới, dòng C4, hay còn gọi là, nó đề là C4 kìa. Đấy, chứ C4 kìa. Còn ở Việt Nam thì có chỉ có mấy cái dòng như là Twitter Sliper hay là Twitter Storm. Thì không hiểu một lý do tại sao thì những cái dòng đấy thì lại không có ở trên quốc tế, chỉ có ở Việt Nam. Đấy, thì còn dòng này thì ở quốc tế rất là nhiều, các bác có thể tra Google thêm để biết thêm chi tiết. Thì dòng này là được trang bị là khung nhôm càng carbon. Đấy, bánh là bánh Retrospec đúng của hãng Twitter luôn. Đùi trục rỗng Retrospec và được trang bị bộ group Shimano Tiagra. Đấy. Và giá thì rất hợp lý, là có 9,8 triệu thôi bao ship. Thì bây giờ em sẽ vào đo size rồi test chuyển động cho bác xem nhá. Bánh là bánh bi vòng. Bánh bi vòng này. Khung nhôm này, càng carbon này. Con này là đề can là ở trên thân này, với lại bánh là nó phản quang nhá, đi trời tối là nó phản quang luôn các bác. Đây. Cái mã model nó là C4 là 4 ấy. Nó gọi là C4. Twitter C4. Cái dòng này là không có bán tại Việt Nam. Là hàng phân phối ở toàn thế giới không. Đây, tiếng Anh luôn. Đây, cả carbon các bác nhá, phần carbon này. Đấy, bánh Retrospec đi vòng quay rất là bon luôn. Trang bộ Tiagra, tay lắc cũng là Tiagra luôn. Ok, bây giờ em sẽ vào đo size và đánh giá chuyển động chi tiết cái chiếc xe này cho các bác xem. Và size của chiếc xe là được tính từ tâm trục đạp đùi rỗng này lên đến cái chỗ khóa cọc yên, đây là size 48. Đóng ngang là size 52, 48-52 các bác nhá. Đóng ngang là 52, đóng đứng là 48. Và xe này nó sẽ phù hợp với các bác cao khoảng 1m64 đến 1m74 đi phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ đánh giá cái chuyển động của chiếc xe lên xuống lít 10 lít nha các bác nhá. 10 lít 2 đĩa. Đây, lên lít rồi. Rất là êm ái luôn. Xuống lít à, lên. Phát nào lên phát đấy nhảy tanh tách luôn. Lên rất là mượt mà, êm như xe điện. Em xuống đĩa, đĩa giờ đang ở đĩa to, em xuống đĩa này. Đấy, lên đĩa nha. Bộ này Tiagra này thì chuyển số mượt rồi. Bây giờ là dòng gọi là cấp trung rồi đấy, trung cao rồi đấy. Tiagra. À, hai bánh đều là bi vòng hết, khung nhôm càng carbon. Hai bánh bi vòng, đùi trục rỗng Retrospec chính hãng. Twitter C4, dòng
toàn thế giới chứ không phải chỉ bán ở Việt Nam. Bộ chuyển động Shimano Tiagra và có giá rất tốt bên em là 9,8 triệu, bao ship tận nhà. Cho các bác chuyển lên tiền, các bác quan tâm thì nhắn Zalo cho em cái số điện thoại 0975 709 943 trên màn hình ấy, để bên em tôi trả lời trực tiếp. Và các bác nhớ ấn chữ đăng ký kênh ở bên dưới bên phải, phía dưới bên phải, để YouTube nó gửi cái thông báo khi mà bên em có các xe đẹp khác đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác thấy không? Hy vọng nó quay rất là ngon.